Xin chào cả nhà, em lên sóng giới thiệu ở nhà một con máy lọc không khí Daikin trứng huyền thoại, một con máy bán phải nói cái số lượng khi nhiều nhất của hãng Daikin, thiết kế rất là nhỏ gọn, giá thành thì vừa phải, công suất lọc thì cũng khá là to. Con này với công suất của nó là 64W, mình dùng cho phòng được khoảng 45 đến 50 mét vuông các bác nhé, đây là 64W. Dùng được lọc được cho phòng khoảng 45 đến 50 mét vuông. Một con máy Daikin trứng dùng rất phù hợp cho các cái phòng nhà thiết kế từ nhỏ cho đến rộng đều ok. Đặc biệt giá thành của nó, con này bán 1,5 triệu thôi. Đã đầu biến áp điện 220V rồi. Đấy, lọc khí bù ẩm khử mùi. Giá 1,5 triệu. Màng HEPA thay mới. Màng HEPA thay mới tinh các bác nhé. Và thay mới rất là đẹp nhé. Này, một con đầy đủ full tính năng, lọc khí bù ẩm khử mùi, giá có 1,5 triệu thôi ạ, mà dùng được cho phòng khá là lớn, phòng nhỏ lọc thì càng ok. Bên này là bình nước bù ẩm coi nhé, khu vực bình nước bù ẩm này, màng tạo ẩm này, các bạn nhìn là zin như mới luôn, chưa? Màng tạo ẩm zin như mới. Đấy, giá 1,5 triệu. Các bạn nào có nhu cầu thì nhanh tay nhé, một con máy Daikin đầy đủ tính năng. Đây là tính năng này là bù ẩm, tắt bật bù ẩm các bác nhé. Đây là tốc độ. Đấy, có thấy gió nó mạnh chưa? Đây là tốc độ cao đấy. Đây tự động. Đây là chế độ bù ẩm. Đây. Báo các cái đèn cảm biến bụi mùi. Giá 1,5 triệu, bảo hành 1 năm các bác nhé. Chào các bác.